Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh MyBitcoin. Thì hôm nay mình sẽ gửi tới các bạn dự án là Lightning Bub, nhận token là LP Bub nha các bạn. Thì đây là trang chủ của dự án. Thì tham gia vào cái dự án hôm nay, các bạn sẽ nhận được là 4 tỷ token LP Bub. Thì hiện tại thì con này nó đã có mặt trên sàn PancakeSwap. Thì với giá 4 tỷ hiện tại tương đương là khoảng gần là 7 đô nha các bạn, 7 đô 2 nha. Ok, thì để tham gia vào dự án hôm nay các bạn vào link thì tổng cung của nó là 1.000 tỷ, 1 triệu tỷ các bạn ạ. Ok, thì để tham gia vào dự án hôm nay các bạn vào link dưới phần mô tả video, sau đó các bạn mở bot ra và ấn start để chấp với bot. Tiếp theo đó thì các bạn ấn vào nút join drop. Thì anh drop này nó sẽ kết thúc vào ngày 15 tháng 7 nhé, và nó sẽ phân phối cho chúng ta vào ngày 30 tháng 7 nha các bạn. Ok, sau khi các bạn ấn nút join group xong thì chúng ta làm cái nhiệm vụ sau. Nhiệm vụ đầu tiên đó là chúng ta join vào kênh Telegram group. Các bạn vào Telegram group. Chúng ta tiến hành join. Sau khi join xong thì các bạn quay trở lại bot. Chúng ta làm nhiệm vụ tiếp theo đó là join vào kênh channel. Các bạn ấn vào phần Enrollment channel. Chúng ta tiến hành join. Sau khi join xong thì các bạn quay trở lại bot. Chúng ta làm nhiệm vụ tiếp theo đó là follow the Twitter live và retweet lại pin and tag ba friend kèm với cái hashtag này. Ok, thì các bạn copy lại cái đoạn hashtag này giúp mình nhé. Các bạn copy lại cái đoạn hashtag từ LB up đến crypto này. Sau đó các bạn nhấn vào phần Twitter. Trên Twitter của dự án các bạn ấn vào nút follow theo dõi. Sau đó các bạn kéo xuống đây. Thì ở bài viết đầu tiên này này. Thì ở bài viết đầu tiên này các bạn tiến hành like nhé. Các bạn tiến hành like này. Sau đó các bạn ấn vào nút chia sẻ, chúng ta chia sẻ lại bằng bình luận. Các bạn ấn phần vote the tweet, tự viết lại bằng bình luận nhé. Sau đó các bạn dán cái đoạn hashtag các bạn vừa copy vào đây. Sau đó các bạn xuống hàng. Các bạn tag thêm ba người bạn vào đây giúp mình. Mạng lắc quá các bạn. Ok, sau đó các bạn ở phần tweet chúng ta đăng lại bài viết này. Sau đó thì các bạn quay trở lại bot, chúng ta làm nhiệm vụ tiếp theo đó là follow kênh mạng xã hội Reddit. Các bạn vào Reddit và like bài viết đầu tiên. Ok, các bạn ở phần Reddit nhé. Thì trên mạng xã hội Reddit các bạn tiến hành ấn vào nút follow giúp mình nhé. Thì nó sẽ có cái nút follow ở trên đây này nhé. Thì các bạn bạn nào mà dùng trên điện thoại nó sẽ có nút follow, các bạn ấn nút follow nhé. Thì ở trên máy tính của mình nó không hiện chữ follow các bạn ạ. Như này là follow rồi đúng không? Ok. Thì sau khi các bạn follow xong thì các bạn kéo xuống dưới một tí. Các bạn thấy cái bài viết đầu tiên thì các bạn nhấn vào dấu mũi tên đi lên nhé. Các bạn nhấn vào dấu mũi tên đi lên, có nghĩa là up voice, có nghĩa là chúng ta là like bài viết cho nó. Các bạn nhấn vào dấu mũi tên đi lên nhé. Đây này, đấy. Ok. Thì sau đó sau khi follow và like bài viết cho nó xong thì các bạn quay trở lại bot. Chúng ta làm nhiệm vụ tiếp theo đó là follow kênh mạng xã hội Instagram. Các bạn vào Instagram, trên mạng xã hội Instagram các bạn ấn vào nút theo dõi follow. Sau đó thì các bạn quay trở lại bot, các bạn ấn vào nút submit my detail. Chúng ta tiến hành điền lại thông tin như sau. Đầu tiên thì nó yêu cầu chúng ta điền lại username Telegram. Thì các bạn vào phần cài đặt setting trên Telegram, các bạn copy cho mình cái username Telegram của các bạn lại nhé. Sau đó các bạn quay trở lại bot, các bạn dán cái username Telegram của các bạn vào đây. Các bạn nhớ thêm icon vào trước nha. Và gửi cho bot. Tiếp theo đó thì nó yêu cầu chúng ta điền lại link username từ Twitter. Thì các bạn quay trở lại từ Twitter, các bạn ấn về tường nhà, các bạn chọn avatar. Các bạn copy lại cái username ở dưới phần tên của các bạn. Sau đó các bạn quay trở lại bot, các bạn dán cái username từ Twitter của các bạn vào đây và gửi cho bot. Tiếp theo đó thì nó yêu cầu chúng ta là điền lại cái link bài viết mà chúng ta chia sẻ kèm tag bài friend với cái hashtag này. Thì các bạn quay trở lại từ Twitter, thì bên trong trang cá nhân từ Twitter các bạn chọn một hồ sơ profile nhé. Tiếp theo đó thì bên trong trang cá nhân từ Twitter của các bạn chọn qua phần từ tweet và reply, các từ tweet và đã trả lời ấy. Sau đó các bạn copy lại cái link bài viết hồi nãy chúng ta chia sẻ kèm tag ba người bạn này. Thì ở dưới bài viết nó có dấu mũi tên lên, các bạn nhấn vào.
Sau đó các bạn chọn vào phần copy link to tweet. Tiếp theo đó các bạn quay trở lại bot, các bạn dán cái link bài viết đó vào đây và gửi cho bot. Tiếp theo đó thì nó yêu cầu chúng ta là điền lại username Reddit. Thì username Reddit thì các bạn quay trở lại với mạng xã hội Reddit. Trên điện thoại thì các bạn nhấn vào cái dấu ba gạch ở phía góc trên bên tay phải của các bạn nhé. Sau đó các bạn nhấn vào cái tên của các bạn, cái tên Reddit của các bạn á, thì nó sẽ tự động dẫn các bạn đến trang cá nhân Reddit của các bạn thôi nhá. Thì bên trong trang cá nhân Reddit của các bạn copy lại cái tên của các bạn, copy lại cái username Reddit của các bạn nhé. Cái tên của bạn cũng là cái username Reddit của các bạn á, các bạn sao chép lại. Sau đó các bạn quay trở lại bot, các bạn ghi cái lệnh này như sau. Các bạn ghi là u sẹt đấy. Sau đó các bạn là dán cái username của các bạn vào đây nhá. Các bạn dán cái tên của Reddit của các bạn đây là thành cái username nhé. Các bạn lưu ý là cái username Reddit nó chỉ là có u sẹt nhá. U sẹt chứ không phải là a còng sẹt đâu nhá. Có nghĩa là u sẹt này này nhá. Các bạn ghi chữ u sẹt cái, sau đó các bạn là ghi cái tên lại của các bạn. Thì ở trên điện thoại nó hiện ra chữ u sẹt cho các bạn luôn ấy. Tại vì trên máy tính nó sẽ không hiện đâu. Còn các bạn nào mà dùng trên điện thoại á, thì nó sẽ hiện ra là chữ u sẹt kèm theo đó là cái tên của các bạn nhá. Sau đó các bạn gửi cho bot. Tiếp theo đó là yêu cầu chúng ta điền lại username Instagram. Thì các bạn quay trở lại với mạng xã hội Instagram. Các bạn nhấn vào cái avatar của các bạn thì nó sẽ tự động dẫn đến trang cá nhân Instagram của các bạn thôi. Thì bên trong trang cá nhân Instagram của các bạn copy lại cái username Instagram của các bạn nhé. Đây là cái username nhé. Sau đó các bạn quay trở lại bot. Các bạn dán cái username, các bạn nhớ thêm a cộng ở trước nhé. Thì đối với Instagram thì chúng ta là thêm a cộng ở trước, còn đối với mạng xã hội Reddit là các bạn phải có chữ u ở trước nhé. Sau đó các bạn gửi cho bot. Cuối cùng là địa chỉ ví Binance Smart Chain. Địa chỉ ví thì các bạn dùng ví Trust Wallet hoặc là ví MetaMask hoặc là ví SailPay. Các bạn copy lại cái địa chỉ Smart Chain của các bạn. Sau đó các bạn quay trở lại bot, các bạn dán cái địa chỉ Smart Chain của các bạn vào đây và gửi cho bot. Sau đó các bạn có thể ấn vào phần balance để check số dư. Ok, thì sau khi hoàn thành tất cả các nhiệm vụ các bạn sẽ nhận được 8. Ủa, tại 8 tỷ hả? Tại sao hồi nãy trên kênh channel của nó để là channel của nó này, nó để là 4 tỷ thôi. Như để nhầm trên bot nó viết nhầm các bạn. Ok, thì như vậy là chúng ta chỉ nhận được 4 tỷ thôi các bạn. Thì để lấy link red thì các bạn ấn vào phần My Referral này, nó sẽ hiện lên link red cho các bạn thôi. Các bạn copy lại cái link red này đi tuyển thêm bạn bè để nhận thêm token. Thì bằng một lượt refer các bạn sẽ nhận được thêm là 4 tỷ hả? Mỗi lượt refer thì chúng ta sẽ nhận được là bao nhiêu ta? Là 1 tỷ token nha các bạn. Là quà mát là 40 red nha. Ok, thì như vậy là cái video mình hướng dẫn các bạn là tham gia vào Canrop nhận 4 tỷ token LB up đến từ dự án Lightning Spot. Đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.